Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay sau lễ em vừa về được thêm 4 kiện hàng nữa. Đúng ra là sẽ rơi vào tầm 10 kiện cơ, nhưng mà hôm nay là 4 kiện về trước mọi người. Thì mỗi sản phẩm em đều hôm nay sẽ là khui hàng và cũng như lên sản phẩm mà em vừa mới về luôn. Nên là anh chị nào mà ưng sản phẩm nào thì có thể chụp hình trực tiếp và gửi qua Zalo giúp em nha. Số điện thoại em sẽ để trên góc trái mình, đó chính là 0941028827. Thì không phải là em không biết giá, nhưng mà tại vì giá là về phải có thêm phí nè, tiền thuế là cũng như là phí ship luôn, nên là em chưa có canh được cái giá để ra, nên là anh chị cứ chụp hình sản phẩm và gửi qua Zalo giúp em nha. Thì em sẽ lên trên cái Gmail á để em check lại cái giá và em sẽ báo giá lại cho mọi người. Đấy, thì hôm nay em sẵn khui hàng và cũng như lên cho mọi người xem. Thì đợt này là em về những cái mặt hàng như thế nào. Thì em nhớ là em đấu thì đa phần như chắc này là về bộ trà mọi người ạ. Tại vì lần này em nhớ em đấu về bộ trà rất là nhiều luôn. Ở đây trước mắt là có cái con nào mà chú hút đập ở xứng ngay thì xíu nữa em tui xong đó em. Thì đây em đang về là một cái bình bông Futari. Dòng này là Futari xưa nè mọi người, thuộc cái phân khúc dòng Futari cao cấp nha. Thì món nào em cầm được cái giá sẵn thì em sẽ báo cho mọi người đó. Wow, đẹp quá mọi người ạ. Thì đây là một chiếc bình Futari xưa, dòng này là Futari hình dạng dòng sứ nha mọi người, cốt rất là đậm cũng như là nặng luôn nha. Những cái dòng xưa này đa phần là dùng cái cốt sứ là nhiều, và đặc biệt cái hàng này á là nó vẽ đâu đó là 80% bình nha mọi người. Và cái này là bình tích người nha, chuyện là Futari chuyện đỏ luôn mọi người coi. Và đặc biệt nó có hai chuyện đỏ và chuyện mộc ở đây đó, rất là đẹp. Đấy, thì mọi người coi đây, rất là ok nha. Thì chiếc bình này em đo kích thước đi, đường kính miệng của nó rơi vào tầm 13 cm, 13.5 cm, chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 26 cm nha mọi người. Kích thước này gọi là kích thước tương đối nha. Rồi nay em chuẩn bị luôn cái thước để đo đường kính bụng này. Bụng của cái này rơi vào tầm là 76 cm nha mọi người, bụng là 76 nha. Bình rất là đẹp. Dòng này là dòng Futari xưa, nhưng mà cái tình trạng nó thiệt với mọi người luôn, còn rất là ok, còn rất là mới. Cái đường nhũ vàng nè, đặc biệt cái phần màu đây á, là màu Jusa đó, nên là cái màu này nó sẽ gọi là nó sẽ già theo thời gian mọi người, càng lâu nó sẽ càng gọi là nó sẫm màu xuống xíu. Đấy, và chi tiết về cái phần ron ở đây mọi người coi nè, còn quá rất là hoàn hảo luôn mọi người ạ. Đấy, một cái phần gọi là nhũ vàng. Ở đây là em thấy là thi lão nè, cây tùng, tích cây tùng, cúc, tích thi lão đây. Và ở đây có thêm hai chú tiểu nữa mọi người. Mọi người coi đây, hai chú tiểu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người là 6 lão nè, cũng như hai chú tiểu nữa là 8 nha mọi người. Rất là hai hàng này, hàng vẽ tay full hết nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc bình này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 2,2 triệu. Đó là em cái nào em nhắm ra được cái giá là em báo luôn cho mọi người luôn là 2,2 triệu. Rất là đẹp cho cái bình này. Anh chị nào ưng thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Ngay đợt này hàng về em lên giá cho nó nhanh. Như này, cái này là bộ trà mọi người. Đấy, video khui hàng thì nó lại vui hơn. Wow, quá, không có vấn đề gì. Thì đây là thêm một bộ trà Futari xưa nữa. Thì dòng này là full bộ luôn nha mọi người. Dòng này là Futari này vỏ sứ nha, chuyện xưa luôn. Cái màu này được gọi là cái màu thường anh chị nào mà chơi về dòng gốm á, người ta hay kêu gọi là màu trắng nguyên thủy á. Thì em nói dễ hơn, nó là cái trắng gọi là trắng ngà nha mọi người, rất là đẹp. Đấy, có thêm một cái tống nữa nè mọi người. Thì bộ này là gồm 5 ly và một ấm. Đấy, bộ này là gồm 5 ly và một ấm nha mọi người. Thì ở đây là em đang có thêm một cái hộp
hộp giấy nó cái này, cái này anh chị nào mà mua nếu mà đúng hơn đó, thì cái này mình để hộp gỗ thì máy nó gọi là đẹp hơn nữa. Đây một bộ nó là như vậy nè mọi người, từ nắp nè rồi tới sau đây mọi người nãy em bị lắc một xíu nó nên là nó bị dừng cái video lại. Rồi thì bộ này mọi người coi cái chi tiết đây, em để hạ xuống xíu cho mọi người coi nó dễ. Lọc này là lọc tổ ong nha mọi người, đó rất là đẹp luôn. Rồi bộ này là gồm mà 5 ly và một ống, thì cái này em chưa có check được cái giá của cái bộ này về nữa, nên là anh chị nào mà ưng á thì thôi để em ra giá luôn. Bộ này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 8.800.000 ít 1.880.000 em nhập 1.880.000 nha mọi người. Có những em nói nhưng mà nhiều người ta bán cái bộ nó còn 6 món này nữa mà em thấy nó bán tới 2.000.000 cơ. Rồi thì cái này là của em có tích là tích phong cảnh nha, phong cảnh nha mọi người, mọi người coi kỹ nha, cái này là tích phong cảnh nha. Và ly này thì cũng dạng phong cảnh luôn, trung chuyển hết, kể cả cái tống nha mọi người. Đó tống thì coi bên đây dạng tống này, tống trái tim nha, rất là hay. Rồi bộ này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1.880.000. Hey, anh chị nào ưng thì có thể chốt qua số điện thoại của em 0941028827 nha mọi người. Ai nhanh tay thì còn nha, tại vì những cái dòng này á thì em không có về nhiều. Đó cũng không phải là không về nhiều, cơ bản là nó không có nhiều cũng như là cái giá nó không có được hợp lý lắm. Tại vì ở bên Nhật cái giá hàng, những hàng dòng xưa là giá vẫn còn rất là cao nha mọi người. Đây hàng còn full kiện, tại vì mỗi hàng em đều mua ở một cái cửa hàng cũng như là một cái shop khác nên là cái giá nó chênh lệch nó khác nhau, cũng như là cái phí vận chuyển nữa. Cái này là thì đây là một bộ trà nữa, em nghĩ là anh chị là ưng dòng Coban, cái bộ này em thấy nó rất là đẹp. Thứ nhất đây là dòng gốm Nhật là gốm Coban, Coban nha mọi người, Coban Yaki nha, trong là tráng men nè và đặc biệt bách hoa nha mọi người. Cái này là đâu đó bách hoa chiếm tỷ lệ là 30% nha, còn full 30% thì khá là chát. Đây em cứ lên đây, chuyện này chuyện Kutani nha mọi người, rất là đẹp luôn đó. Thì em cứ lên trước cái ly đi, thì bộ này là gồm một ấm và 5 ly đó, rất là đẹp luôn mà mọi người coi nè. Cái này em thấy nó rất là xuất sắc, dòng này là dòng bách hoa kết hợp vừa là Coban mà vừa là Kutani đó mọi người ạ. Đây là nắp, nắp nè mọi người ơi. Đây nắp đây, cái này gọi là Akko Coban, tuy nhiên cái này em tự nhiên bị lẫn á, Banco chứ em nhầm. Cái này là gớm, cái này Banco đây. Ở mới rất là đẹp luôn, lọc này là lọc tổ ong nha. Thì cái dòng này là cái dòng mà người ta đã sử dụng rồi nhưng mà cái tình trạng nó rất là ok luôn. Thì cái này nó còn hơi bị dính cái gọi là cái cao trà, thì cái này em xử lý được, đây là mọi người yên tâm. Đó, một bộ nó là như vậy đây, là gồm một ấm và 5 ly như vậy, rất là đẹp nha mọi người, mọi người coi. Đó, thì em xin phép là kích thước nãy bộ kia em quên đâu kích thước nữa. Thì cái ấm bộ Kutani mới nãy thì rơi đâu đó có tầm 200ml đấy. Còn cái này là miệng này rơi vào tầm 6.5 cm nè, chiều cao rơi vào tầm cỡ 6 cm. Và chiếc ấm này thì dung tích cỡ tầm 300ml nha mọi người, 300-350ml nha. Đó, rất là đẹp, bách hoa mà còn Coban nữa mọi người, bách cô chứ. Em cứ lẫn lẫn hai cái đó mà. Rồi bộ này thì em phải check giá lại, nên là anh chị nào mà ưng ha chụp hình sản phẩm này lại và gửi qua cho giúp cho em nha. Thì cái hàng này là độc nhất luôn, em nói thiệt, từ đó tới giờ những cái dòng như là full bách hoa thì mọi người thấy nhiều rồi, nhưng mà cái này vừa kết hợp giữa banh cô, vừa kết hợp giữa sứ men và vừa kết hợp giữa cái bách hoa này, thì màu đen đó thì nếu mọi người là nó hiếm nhất từ trước tới giờ em thấy luôn, rất là đẹp. Cái màu mà banh cô này mọi người khi mà mọi người dùng trà lâu á thì nó sẽ lên cái màu ống rất là đẹp. Đây
như cái ly này nó lên được cái màu, những cái màu sắc ống lên á, nó như kim loại như đồng đấy mọi người ạ. Rồi em xuống sản phẩm này thì cái này anh chị nào ưng thì liên hệ với em qua Zalo 0941028827 nha mọi người. Rồi còn món này, này là cái bông mà. À rồi, đây mọi người ơi, siêu phẩm đây, Somayaki. Đây, em nghĩ chắc mọi người lâu rồi mới thấy lại cái dòng này. Thì đây là một cái tượng chim ưng đậu trên cây tùng. Thì cái này, cái tích này cũng là một cái tích đó của Nhật luôn. Thì cái tích này em nghĩ là hiện tại là em không có kịp chuẩn bị, nên là cái này là em sẽ hẹn mọi người vào một cái video để quay chi tiết và cũng như là nói rõ cái gốc tích về sản phẩm này luôn. Thì đây, cái hàng này đây là gọi là nó là của hàng Soma nha mọi người. Dòng này là Soma xưa nha. Đây, chuyện Soma ở đây nha mọi người, hình tròn đó. Còn đây là về con chim ưng nè mọi người, rất là đẹp luôn, còn nhũ vàng còn rất là mới luôn nha. Đấy rồi, thì cái này em nghĩ là kể trên video mọi người thấy nó sẽ bị mất cái đầu đó, nên em đo thẳng luôn. Chiều cao của chiếc bình này rơi vào tầm cỡ 32.5 xăng. Nói chung là nó sẽ rơi vào xấp xỉ là 33 xăng đó mọi người. Đó, 32 xăng nha mọi người. Nó là 32 xăng. Đây, nó kết hợp giữa là bình hoa cũng như là tượng trưng bày. Thì cái tích này cũng gọi là một trong những cái tích của Nhật nha. Dòng này mang rạng của hàng Sumayaki, cực kỳ hiếm luôn. Anh chị nào mà chơi dòng Soma này thì sẽ biết những cái hàng như vậy. Hồi xưa em có về một cái nhưng mà em chưa kịp lên cho mọi người coi á, thì giao lưu cũng tiêu rồi. Đó, cái này là dòng màu nâu. Thường những màu nâu này là sẽ là hàng xưa nha. Còn cái hàng mà mới mới hơn một xíu nó sẽ là màu đen. Và cái màu đen thật sự nếu mọi người mua mới cái giá nó cũng rất là cao. Nếu một con này mà mọi người mua mới luôn á, cỡ tại cửa tiệm luôn á, nó sẽ rơi đâu đó từ 9 cho tới 12 tùy theo kích thước đó mọi người ạ. Và cái kích thước này là kích thước lớn nhất mà cái con này đang có nha mọi người. Là hơn tầm 30 xăng là kích thước lớn nhất rồi nha. Còn một cái kích thước nữa rơi vào tầm 46 50 xăng á, thì cái đó là nó không, nó là nguyên một con chim đại bàng luôn. Chỉ là cái tượng gớm thôi. Rồi, em tiếp tục là cua cái thùng tiếp theo nha. Đấy. Thì anh chị nào mà lướt muốn nó nhanh thì có thể là mình chỉnh lên chế độ mà nó nhanh hơn một xíu nha mọi người. Tại cái này em vừa khui, em vừa kiểu giải thích đó, nên là nó hơi lâu một xíu nên là mọi người thông cảm. Thế là em cũng muốn truyền đạt cho những anh chị nào mà mới chuyển qua chơi những cái dòng giống Nhật á, thì mọi người biết thêm một xíu về gọi là thông tin sản phẩm một xíu ha. Thứ nhất là biết là nó đẹp rồi, nhưng mà biết thêm về cái thông tin đó thì cũng hay. Rồi đợi em một xíu. Khá là to, em không biết là cái này là em lấy về cái này là cái gì. Cái này không lẽ là cái bình bông. Cái này em nghĩ là cái bình bông mọi người, mà em không nhớ là em đấu bình này là bình gì. Mọi người đợi em một xíu để em coi coi cái video nó còn quay hay không. Ok, nó còn quay. Thì phản máy nó bị nóng đó mọi người, nên là tôi dừng video lại. Rồi, đây là một cái bình Kutani. Em coi cái phần hiện em biết rồi. Thì đây là một trong cái bình mà cũng gọi là hàng xưa nè mọi người. Cao cấp luôn. Đây, cái size này là size tương đối là nghèo. Đây là một chiếc bình Kutani đỏ Chusa. Bình này size cũng to nha mọi người. Kích thước rơi vào tầm 30 xăng đó.
đấy thì họa tiết cái này cũng rơi vào tầm đâu đó 50% thôi, nhưng mà bù một cái là cái thước nó rất là to. Chuyện đây, chuyện là một vuông, một này là một chữ nha mọi người, một này một vẽ tay nha, và ở này nó có hai mộc lận, một mộc vuông này và một cái mộc gọi là mộc khắc chìm đó. Cái này là mộc đỏ chu sa nha mọi người, tình trạng còn rất là tốt luôn, nó chưa bị ngã màu. Nhất thứ hai là phần viền vàng còn rất là đẹp, đặc biệt là cái hình mà cặp chim uyên ương, cặp chim công nè mọi người. Kích thước đường kính miệng rơi vào tầm 16, hơn 16.5 cm, sắp xỉ 17 cm nha. Và chiều cao của bình này rơi vào tầm 31.5 cm nha mọi người. Chiều cao của bình là 31.5 cm nha. Cái dòng bụng em đo luôn. Đây. Bụng rơi vào tầm 97 cm. Bụng là bụng 97 cm nha mọi người, khá là to. Bình này nha mọi người. Cái bình này em nghĩ là phải check lại giá nha, tại vì nó đóng riêng một thùng nên là cái số ký nó sẽ cao lên một xíu. Đấy. Bình này khá to nha. Và cái bình này là bình 26 cm nè mọi người. Đó, thì cái hàng này nó lâu đời hơn một xíu, cái màu đỏ nó lên gọi là hồi xưa là người ta dùng đỏ tự nhiên á, nên là cái màu nó hơi bị sậm xuống như này. Đấy. Rồi, bình này em xin phép xuống nha. Anh chị nào ưng thì có thể là nhắn tin inbox cho em. Bây giờ cứ để bên này không chịu vừa. Khá là to. Và rất là đẹp luôn. Rồi, em cua cục bên đây luôn nha mọi người. Em còn cục này với lại cục nữa là hết. Anh chị nào mà đang coi cái video này cũng được á, chị nào ưng món nào thì có thể chụp hình tao bỏ lại và gửi qua Zalo giúp em. Đó, thi thoảng còn đăng những mấy món lên Zalo nữa cơ. Anh chị ưng hay gọi điện trực tiếp kết bạn Zalo em có số điện thoại 0941028827. Mọi thông tin em đều để ở trên góc trái màn hình. Đấy. Đây là một cái hộp gỗ, về hàng này là hàng Arita xưa nha. Hộp trà này. Để em coi trong đây có cái gì em cần hết. Đợt này em về toàn là bộ trà thôi, nên là anh chị đọc ưng bộ nào á thì chốt với em nè. Đây. Đấy, em để trước ra hết đi cho nó xuôi. Cái mở khô hàng khác rồi. Ở đây là một bộ trà có hộp gỗ nè, thì những cái hàng mà có hộp gỗ này em bị nặng nhất cái phần hộp với mọi người. Nhưng mà anh chị mà chơi về cái dòng gốm nè, em nghĩ là tốt nhất là nên giữ lại những cái hộp này nha, tại vì những cái hộp này nó ghi đều là có thông tin nè, chi tiết, rồi cũng như là tên nghệ nhân, tên lò, cũng như là ngày tháng nó làm ra cái hộp bộ trà này luôn. Đây thì dòng này là của hàng Kutani. What's Kutani ta? Không, cái này là của Arita mọi người ạ. Lò này là Arita nha. Lò này là chuyên làm về những cái dòng gọi là cao cấp nha. Ở đây giấy tờ nè, chuyên làm về những cái dòng gọi là mang gọi là phong cách họa tiết các thứ đây nè. Cái này em nghĩ là phải dùng cái Google Trade á. Con nói kìa. À, cái hãng này là chuyên làm những cái dòng mà có địa danh của Nhật. Đó. Thì đây là bộ trà em lấy về, em coi coi cái bộ này nó như thế nào. Bộ này là gồm 5 ly nha mọi người. Ủa đó, bộ này tới 10 ly là mọi người ạ. Thì em coi. À rồi, em nhớ bộ này rồi. Bộ này anh chị nào mà ưng sản phẩm này em nghĩ là rất là đáng để sưu tầm luôn. Hàng này là hàng sưu tầm, em thấy nó cao cấp nhất của hàng Arita rồi đó. Đây, tiếng mắt em coi. Thì đây là nó in về hàng này hàng vẽ tay hết nha mọi người. Đó, thì mỗi phong cảnh á, nó sẽ có một ly. Đó, mỗi họa tiết về nè, nó sẽ có hai ly chứ. Đó, và đặc biệt bên trong nó còn có bài thơ nữa mọi người ơi. Đây, bên trong có khắc bài thơ đó nha. Cái này là gồm 10 ly giống như kiểu dạng chuyện đây nha. 10 ly thì cứ hai cái giống nhau mọi người. Đó thì anh chị là có thể dùng trước 5 cái, còn 5 cái còn lại mình sẽ cất dành cho khách. Nói chung là
Rồi coi nè, mỗi ly nó sẽ ghi một cái bài thơ khác nhau, có chữ trong lòng nha. Bộ này rất đẹp, bộ này là một ấm và 10 ly nha mọi người. Đó. Thì em nghĩ là cái này nó giống nhau hết 10 ly hết đó, 10 ly thì cứ mỗi ly là một cặp đó. Nói chung là em sẽ cất bớt đi, em lên trước mấy cái ly mà nó giống giống này. Còn có giấy tờ đây nha mọi người, hãng nè. Còn ly bên đây. Đây, cái họa tiết này là cây cầu huyền thoại của Nhật luôn đó, cầu bằng gỗ đấy, bắc qua cái con sông. Thì cái này nó có một cái địa danh hết đó mọi người, nó sẽ ghi ở trong đây nè, hình như mỗi địa danh nó sẽ là một bài thơ khác nhau á. Không, em để luôn cho mọi người coi luôn đi, cái này nó hơi lâu một xíu nên là mọi người thông cảm, cái này tại em khui sẵn em nói luôn á. Đấy, còn chị nào mà thích nó nhanh thì có thể lướt qua cái này nha, bấm như cái phần gọi là tăng tốc độ á. Nó gồm 10 ly và một ấm. Đẹp, bộ này em thấy là đẹp. Đây, còn cái này là tả cảnh biển nè, thành trì của các thánh chúa nè, và cũng như là gọi là chiều hoàng hôn là mọi người. Bên trong lòng nè cũng có khắc thư pháp, và mỗi ly là thư pháp nó khắc khác nhau nha. Thì cái này là em nhớ nó sẽ là một bài thơ. Em có khi mà em lấy cái này về em có đọc qua chi tiết đó, thì cái này cũng kêu là mỗi cảnh nó sẽ là một bài thơ mọi người. Bộ này rất là đẹp luôn, bộ này nói chung là chưa qua sử dụng nha mọi người, nên là anh chị nào ưng á có thể chốt liền luôn cũng được đó. Thì cái này là núi Phú Sĩ và tích cây tùng. Đây. Cái này là núi Phú Sĩ và tích cây tùng mọi người. À, cái này họa tiết là vẽ kiểu dạng trời đang mưa á mọi người, rất là hay đó. Thì một bộ nó là như vậy, gồm 5 ly và đây gồm 10 ly chứ, 10 ly và một ấm. Để em lấy cái ấm ra cho mọi người coi. Wow, cái ấm ở đây mọi người, phong cảnh nè của Nhật. Lọc này lọc gốm nha mọi người, lọc tổ ong nha, rất là đẹp. Cái này là dạng quay sắt thì ấm dung tích cỡ tầm 350 ml nha, size này chỉ có 350 ml thôi. Cũng hồ tưởng rất không có cái nắp chứ đó, rất là đẹp luôn. À, cái quay thì ở đây quay này là quay mới luôn nha mọi người, quay mây nha đó. Hiện để đây nè, bộ này rất là đẹp đó mọi người coi. Đấy, ly còn có thư pháp bên trong, 10 ly đều có hết 10 ly luôn. Đấy, thì anh chị nào mà ưng sản phẩm này vui lòng mà nhắn vô trong Zalo với em. Tại vì mỗi sản phẩm á, như bộ này thì em nó là gỗ nên là em phải đong lại coi là cái cước phí vận chuyển ở bên đó, gọi là hàng gọi là ship nội địa của Nhật, rồi em mới ra được cái giá được, nên là anh chị thông cảm. Cái này là em quay một shot luôn á, nên là có gì thì cứ gửi qua Zalo với em nhé. Còn cái tờ giấy này, à đây, bộ trà của em mua là trong cái dòng này nè mọi người đó. Nên cái bộ sưu tập của nó sẽ rơi vào tầm mà có tô nè, có bộ sake nè, có sông trầm nè, có bình bông luôn. Ở đây là ở đây là 8 địa danh của Nhật nha mọi người, trải đều trên một cái tỉnh nào đó của Nhật. Đây, cái đây là bản đồ của cái tỉnh đó nè. Đó, ở đây là 8 địa danh ở trên bản đồ đó, là có đây có chấm chấm ở đây nè mọi người, rất là hay. Kèm luôn cái sổ tay này đó, chị mua thì cứ cần thì cứ bóc qua cho em thôi. Đây, em xuống sổ này em cứ để đỡ đi xíu thôi, một cấp sau. À, quên rồi, cái thước ly nữa, ly đường kính miệng á rơi vào tầm gần gần 8 cm nha, chiều cao rơi vào tầm cỡ 5.5 cm. Rồi, khi mà trong quá trình em quay á có vấn đề gì anh chị cứ góp ý cho em nhé, rồi em sẽ cải thiện lại. Đấy.
Đây là một mộc trà gỗ dòng này của Tukunem nha mọi người. Mộc của Tukunem này có mộc chỉ nghệ nhân và có chữ ký ghi đằng sau luôn. Đó. Hộp này cũng nhỏ đâu, nó không có quá là to. Thì dòng này cũng là một dòng như này là thư pháp. Thì nó cũng là một dòng thư pháp nhưng mà cái dòng này là nó lại ghi cái tích khác và cái chất đất này nó rất là mịn, nó mịn hơn những cái dòng khác nha. Mọi người coi nè. Cái màu sắc rất là đẹp đó, chuyện tôi cũng nêu chuyện nghệ nhân này thì mọi người cần em phải tra cái tên nghệ nhân nha mọi người. Cái này là gồm năm phẩm nè, nói chung là gồm một ấm và 5 ly, ly này ở trong giấy rồi đó, ly nó sẽ như vậy, rất là đẹp luôn. Đó thì cho anh chị nào mà ưng á coi cũng được. Cái dáng ấm này rất là đẹp luôn, mọi người coi nè. Cái ly bỏ qua đi, nói chung là em thấy nó thần tượng đây. Đây, cái dòng này bộ này là mới chưa qua sử dụng nha mọi người. Và đặc biệt cái này là khắc như là gần full cái một cái bài kinh hoặc là một cái bài thơ gì đó, rất là đẹp luôn. Đấy. Mà cái chất đất này nó rất là mịn hơn những cái bộ mà em từng giao lưu nha. Cái chất này rất chất đất này rất là mịn luôn nha mọi người. Cái màu sắc nó còn rất là sẫm nha, nó không có tươi. Nó dạng như cái dòng xưa á. Đó gồm 5 ly, một tống và một ấm. Thì bộ này em giao lưu mọi người với giá là 1.680.000 nha mọi người. 1.680.000 cho bộ này nha. Anh chị nào có thể chốt qua Zalo hoặc số điện thoại giúp em. Mấy cái này người ta gói nó dễ mà em lấy ra em gói này khó vậy á. Anh chị là ưng hay gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em nhé. Đây, không có lợi. Rồi tiếp theo là gỗ, dòng này là dòng gỗ trà xưa đây, hàng này hàng Bhutan xưa nè mọi người, hộp gỗ. Cái này là gồm một ấm và 5 ly nhé mọi người. À wow, rất là đẹp luôn. Mọi người coi nè. Đó, anh chị nào mà ưng dùng những cái dòng á Kutin xưa nè mọi người. Thì cái ấm này dung tích ấm này có tầm 120 ml nha. Gồm một ấm và 5 ly. Cái có tống không ta? Dòng này thấy thường nó có tống. Rất là hay. Đó, rất là đẹp luôn. À đây đây đây, cái dòng này nó có tống nha mọi người, dòng này là Cutini xưa nè, anh chị là ưng thì chốt liền nha, tại vì những cái hàng này nó không có nhiều lại mới đẹp với mọi người luôn, không phải lúc nào em cũng về được cái giá này. Đó. Thì cái này em lấy về là cái giá còn nói chung là còn rất là hữu nghị á. Đây hàng này là hàng xưa nha mọi người, gồm 5 ly, một tống và một ống đó. Vậy đi, hàng này là chuẩn của Tây xưa luôn nè mọi người đó, anh chị nhìn cái nắp thôi rồi đã thấy gọi là hết hết sảy rồi, chưa kể cái phần ấm lọc nè. Đó rồi, kích thước đường kính miệng á là gần 8 cm, chiều cao rơi vào tầm cỡ 4.2 cm, chiều cao là 4.2 cm nha mọi người. Cái này dễ nhất là cảnh
nhất là viền vàng còn rất là ok, không có bị phai luôn. À, nhất là tiết hoa gấm cầm theo cái cảm giác nó chắc tay với mọi người, có kiểu gấm nó gọi là nó bám á. Này là họa tiết phong cảnh nè mọi người, nhớ phong cảnh nè. À, đây thuyền và đây là một cái cảnh làng chài, và nói chung là có thêm một cái cổng trời của Nhật nữa. Rồi bộ này là gồm 5 ly, một tống và một cái ống này đó, rất là đẹp. Hàng này nếu mà em nói thiệt cái luôn, không phải nếu nữa, cái giá trên thị trường đang là 3,5 triệu những cái hàng như này, nhất là những cái mọi người nhìn cái dáng ống thôi mọi người biết rồi, trên thị trường những cái dòng này em cam đoan mọi người luôn là 3,5 triệu. Và cái hàng này mọi người coi cái cốt nè, này hàng xưa nha mọi người, nhưng mà cái gọi là người ta bảo quản á còn rất là ok, còn rất là mới luôn. Đa phần những cái hàng mà như này của em đang có là cái cốt nó sẽ bị vàng, với nhất là thứ hai nó sẽ bị gọi là cái bám những cái màu, rồi cái màu cũng chả nó sẽ bị ố đi. Và cái hàng này chưa sử dụng lần nào nên là cái độ mới còn rất là cao. Rồi cái màu trắng này là cái màu trắng ngà nha, trắng nguyên thủy nha mọi người. Rồi bộ này thì này em phải coi lại giá, cái này sẽ coi lại giá nha. Rồi bộ này chỉ cần hãy chụp hình lại và gửi qua Zalo cho em. Hay là nó full nguyên cái hộp như luôn mọi người. Đó, khi mà em gửi em sẽ gửi như theo cái hộp cho mọi người luôn. Nó còn có cái tờ giấy ở đây. Đó. Rồi tiếp tục. Cái này như bộ này là nó không có hộp này, nên là nó bỏ cái hộp giấy nó luôn. Đây 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 đây. Cái này là thêm một bé sumayaki nữa. Ồ, vậy coi như là em có hai con. Cái này vẫn chưa hẳn là hàng mới nha mọi người, cái này mới là hàng xưa thôi. Hàng mới nữa là nó đen và đen áo luôn, giống như cái con mà đợt trước em bán á. Cái này hình như là mọc nó ở đâu, ở trên đây. Nó là sumayaki luôn, đây mọi người coi nè. Chiều cao của em này nó vào tầm mà cũng bằng con kia luôn mọi người, nhưng nhỉnh hơn một xíu. Nó nhỉnh hơn có một xíu mọi người, chắc cỡ ngang ngang á. Con này có tầm 33 cm nè, con này thì tầm 32.5, nó nhỉnh hơn đâu đó cỡ tầm nửa cm à. Đó, và cái hàng này là hàng làm bằng tay nha, nên là nó sẽ không con nào giống con nào hết mọi người. Đó, nhưng được cái hàng này em về tiền vàng nó còn rất là ok. Cái dòng này nó còn gọi là bảo quản kỹ nè, còn rất là mới. Thì cái con này mọi người coi phần, con này dạng dòng xưa luôn nhưng mà viền vàng còn rất là ok luôn nha mọi người. Đó, đen nhưng mà phải gọi là cái đen gọi là nó áo hết được cơ. Còn cái này gọi là cái con này em nghĩ nó còn xưa cái con bên đây đó mọi người ạ. À, dạng men nè, đúng là cái men chuẩn của hàng Soma là dạng men rạng nhưng mà có dạng như nét đen á. Còn đây là con này rạng đều luôn đó. Đấy, hai con như nhau đấy, coi như là em sở hữu được một cặp rồi. Rồi em xuống, nói chung là mấy con này mọi người nên chụp hình lại và gửi qua Zalo cho em. Thì lúc đó em coi cái giá rồi á, em báo cho nó dễ. Chứ nói thiệt với mọi người chứ bây giờ em còn nhiều món em đọc lại giá, chứ em còn chưa biết cái giá thành nó một về tới đây sẽ là bao nhiêu nữa. Rồi, cùng cuối cùng của ngày hôm nay. Wow, cái này mọi người coi cái thùng này. Đến đợt này em về tặng là bộ trà không à. Cái bộ cái này mà nó về được trước lễ thì hay. Mọi người coi thùng này. Đó, toàn là bộ trà thôi. Và đặc biệt em lấy về đợt này là toàn là hàng Kutani á. Là trong những cái dòng mà bộ trà em thấy cái màu sắc nó đẹp nhất. Đó, nó cũng phải nghe với hàng gì ta, hàng Arita.
nhưng mà em được thấy nó hàng của Tali nó một cái nét gì đó riêng hơn. Đó, những cái khúc mà em khui mấy cái này là mọi người nên là mọi người em nghĩ là mọi người nên tua nhanh qua đi cho nó xong, vì nhiều anh chị không có thích đợi chờ. Đó này em sẵn quay này em đã quay một shot luôn á. Đây là một bộ trà bút tân y, dòng này lại là bút bút hoa nữa, dòng bút ly hoa nha mọi người. Nó gồm một ấm và 5 ly và một cái tống này đó. Thì bộ này dung tích rô đó rơi vào tầm size của này có tầm 180 đến 200 ml mọi người. Thì những cái hàng mà kiểu nó không đặc sắc lắm á thì em xin phép là em lên đơn giản thôi. Thì bộ này nói chung là nó cũng là ok đó, miệng là miệng loe nè mọi người. Đó, miệng loe này em nhớ những cái dòng miệng loe này là khi mà uống uống trà cái dòng đó hình như nó sẽ mịn hơn một xíu, lọc là lọc tổ ong nha. Cái dòng này cũng dạng gọi là dòng xưa nhưng mà cái họa tiết nó là chỉ là cúc thôi ha. Gồm 5 ly một tống, đây còn này còn 40 ly nè, gồm 5 ly một tống và một ấm. Kích thước đường kính miệng ly rơi vào tầm 8.5 cm và chiều cao của ly rơi vào tầm cỡ 4.5 cm. Rồi bộ này đọc nhanh giá là bộ này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 750.000, 750.000 nha, anh chị làm nhanh tay chốt nha, 750.000 trong một bộ trà Cutany này. Hàng này hàng mới nha mọi người, hàng này là chưa qua sử dụng nha. Nói chung là những cái dòng này đợt này em đấu được bao nhiêu, ý nên nói chung là em kiếm được bao nhiêu là em lấy gì hết luôn á. Bây giờ mà kiếm lại những hàng này giá nó còn hơi bị cao. Rồi mã này không có mã đâu, mọi người cứ chụp hình là sản phẩm với em là được rồi. Đó, em để ở đây. Rồi bộ này là 750 ngàn, anh chị nhanh tay ốp là hàng này hàng mới phù hợp nha mọi người. Đó khi mà giao em sẽ giao, cố gắng em đóng hành hộp để em giao cho mọi người luôn. Thêm một bộ này nữa. Đó, những cái hộp mà em thấy nó có da cá sấu, thường là những cái hộp em thấy nó đặc sắc một xíu. Cũng là Utani nha mọi người. Quá, bộ này đẹp quá. Bộ này là gồm 5 ly. Đây mọi người. Bộ này là gồm 5 ly. Một tống, cái tống ở đây. Bộ này là bộ thư pháp nha mọi người, hàng này hàng mới, nói chung là hàng này chưa qua sử dụng luôn. Cái phong chữ này phong chữ của tên xưa nha, rất là đẹp luôn. Gồm 5 ly một ống, ống này dung tích cỡ tầm 220 ml nha mọi người. Đây mọi người coi nè, rất là đẹp luôn. Lọc này là lọc bao đây, có lọc cái lọc lỗ nó rất là mình, em biết là quay sao cho mọi người coi cái lọc, mọi người thấy cái lọc không ạ? Đó, rất là mình luôn. Rồi bộ này đọc nhanh luôn, bộ này em xin phép cho luôn mọi người với giá chọn là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cho bộ này nha. Anh chị nào ưng thì có thể chốt nhanh tay giúp cho em nha, 1 triệu chọn nha mọi người. Rồi đến em này còn một bộ đó. Bộ này là bộ kết cuối nha. Đó, coi như là bộ trà này em về được bao nhiêu đó thôi đó. Cũng như là hàng của Tân Y luôn. Wow, hàng này thì hàng đẹp hơn một xíu. Bộ này thư pháp, nói chung là thư pháp này là full hộp nha. Đấy là full ấm. Thì ấm này dung tích cỡ tầm 180 ml, gồm có thêm chị em cái dòng này dòng khác của hàng Cutany nữa, cũng thư pháp luôn full luôn và thêm có thêm ly. Rồi bộ này là gồm một ống một tống và 5 ly đó. Bộ này em giao luôn mọi người cũng 1 triệu nha mọi người, hàng này hàng mới chưa qua sử dụng, anh chị mua về và cứ áo trà xong cái là dùng liền luôn. Dòng này dạng men rạng nha mọi người,
Rồi em xuống mã này luôn. Tại những cái hàng này em biết giá nên là em lên nhập cho nó dễ. Độ này dòng này cũng là của Tân nha mọi người, nhưng mà cái độ mà hố với họ em nhìn thấy nó rất là đẹp. Ngày về 4 kiện thì có nghĩa là còn tới 6 kiện nữa. Và bộ này thì nó chung cái tích với chung tích với cái bình mới nãy em lên cái bình bự á. Ấm này thì đâu đó cỡ tầm dòng này là của Tân xưa nè mọi người. Đó, thì đây họ biết là cặp đâm một con chim công trên đây, chim học thước đấy, rất là đẹp luôn. Ly là một ly này, dáng này dáng tròn viền vàng, hàng này cũng hàng mới chưa qua sử dụng luôn nha. Mới đây là có nghĩa là chưa có sử dụng mọi người đó, rất là đẹp luôn. Hàng này dạng sứ, này là bằng sứ nha mọi người chứ không phải là đen rạng nha. Rồi bộ này thì em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1,2 triệu, nên chị Hương cái này họa tiết king size vẽ rất là đẹp nè. Bây giờ cái này dễ đấy, để bên này rồi em xuống cái hàng này. Bộ trà của tôi đây đợt đây cũng có nhiều mọi người, nên là chị nào mà hứng á thì cứ việc qua tới cửa hàng, em có cửa hàng luôn nha mọi người, nên anh chị nào mua online á cứ gọi là tưởng nha. Đấy, anh chị nào mà tới muốn mua chữ hàng, mua hàng trực tiếp thì tới cửa hàng là 68 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì đây là một cái bình bông, bên này là dạng sô ma cổ nha, không phải cổ ngày xưa đó. Cổ là cái bình màu đen mà em giao lưu rồi. Đây, một cái bình Soma chuyện nhìn là biết Soma rồi, còn cái chuyện thì em có nào thế nào, cái này dạng Soma xưa hạt tiêu là mọi người, nó hơi cao nên mọi người sẽ khó thấy, nhưng đặc biệt mọi người coi nè. Cái phần này là vẽ rất là nét, rất là đẹp, nét này là nét dạng dễ ngộ hồi xưa nha đó. Đặc biệt nó còn có thêm hai cái quai đó mọi người, nên là viền gọi là nhũ vàng luôn nha, rất là đẹp. Đây bên này em xin phép đo kích thước, bên này khá là to mọi người coi trong lòng. Kích thước đường kính miệng rơi vào tầm 38.5 cm, miệng chiều cao là 38.5 cm nha, gần 39 cm nha mọi người. Đường kính miệng là 16 cm nha, miệng 16 cm, và đường kính bụng dòng này dòng xưa, kích thước bụng rơi vào tầm 61 cm nha mọi người, 61 cm vuông đấy. Rồi, rất là đẹp luôn hàng này. Ở đây còn có cái màu hảo biến đó mọi người, cái phần miệng nè nó nung á, nó đổ mang ngọn màu mạo biến đó, cốt màu khá là chắc tay luôn, đập tay luôn. Rồi chiếc bình này thì em báo luôn giá đi, bình này em sẽ xếp giao luôn mọi người với giá là 4,5 triệu. Anh chị nào ưng có thể gọi điện trực tiếp các bạn Zalo em qua số gọi 0941028827 nha mọi người. Thì em có một cái ống tử sa này, em xuống cái phẩm đi. Có một cái ống tử sa này, cái này là ống tử nê, nhưng mà tiếc một cái nó bị lỗi, dòng này hàng nghệ nhân nha mọi người. Ở dung tích cái ống này cỡ tầm 100 ml à, đấy chuyện một cái thứ bên trong lòng cũng có chuyện luôn nha mọi người, không biết mọi người thấy rõ không, bên trong lòng có chuyện nha. Lọc này là lọc 5 lỗ nè, 6 lỗ nè, lọc hoa mai
Thì cái nấm cái này nó không có nấm nha mọi người, nó cầm vậy thôi nè. Đó, tiếc một cái là cái ấm này nó bị lỗi cái ngay miệng nè, mọi người thấy không? Đó, bị lỗi cái miệng này. Anh chị mà biết về phá lại dùng cũng rất là ok luôn. Rồi, chiếc ấm này thì em sẵn trên clip này luôn, em xin phép giao luôn mọi người với giá là 350 ngàn. Hàng này hàng chuẩn túi size nha. Và cũng như là hàng nghệ nhân làm tay thủ công luôn. Nói chung là cái này rất là đã nha mọi người. Đó, cái này coi như lỗi đó, em xin phép vừa giao vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn. Thì cái này em có một cái là đây đó, cái này nó cũng là chung một người làm hết nhưng mà này nó nguyên vẹn nè, cái này họ tiếp đắp nổi. Thì cái này em giao luôn mọi người với giá là 650, anh chị ơn thì chốt nha. Đấy, em có hai cái này, sót lại hai cái này là dung tích cỡ tầm 100 ml đó. Anh chị ơn thì gọi điện qua số điện thoại 0941028827 nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo ạ. À.